Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế nhận được báo cáo của Sở Y tế Đà Nẵng về trường hợp nghi nhiễm tại Đà Nẵng. Cụ thể như sau, bệnh nhân nam 57 tuổi sống tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Trong một tháng gần đây, bệnh nhân chỉ ở thành phố Đà Nẵng, không đi ra ngoài. Hàng ngày ít đi xa khỏi khu vực lưu trú và chỉ ở trong nhà trông cháu ngoại, giao tiếp với hàng xóm xung quanh, không tiếp xúc với người lạ. Ngày 20 tháng 7 năm 2020, bệnh nhân sốt, ho, đàm nhiều nên đến khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng lúc 8 giờ 25 phút và nghi mắc COVID-19. Ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp nghi ngờ nêu trên, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng tiến hành giám sát và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm sàng lọc lần 1 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Chiều cùng ngày, tiếp tục lấy mẫu lần 2 cũng cho kết quả dương tính. Lấy mẫu chuyển đi Viện Pasteur Nha Trang và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để khẳng định. Sở Y tế cũng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân tại Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng, gia đình bệnh nhân, con gái bệnh nhân và mẹ của bệnh nhân. Kết quả đã lấy 102 mẫu xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2. Sở Y tế cũng đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành các biện pháp điều tra dịch tễ, xác định các đối tượng tiếp xúc gần, tiến hành cách ly khoanh vùng địa bàn và các đối tượng.